chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật hấp dẫn nha. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với những câu chuyện ma của tất cả những bạn khán giả đã gửi về cho kênh của Duy kể lại. Những bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện ma, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Duy cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên này Duy được kể lại từ một bạn nam. Bạn nói cái câu chuyện này nó xảy ra ở Gò Vấp và cái thời điểm xảy ra đó bắt đầu từ tháng 9 năm 2020. Thời điểm đó bạn có xin vào làm cái vị trí là làm bảo vệ cho một cái khu dân cư. Ở đây giống như là một cái chung cư, một cái tòa nhà vậy đó mọi người. Nhưng mà cái chỗ này người ta mới xây, thành ra nó còn khá là mới luôn. Khi mà bạn mới vào làm đó, người ta sắp xếp cho bạn làm ở cái block. Cái block này là block A. Mỗi cái block giống như là mỗi cái khối nhà vậy đó. Một cái khối nhà như vậy sẽ là mười mấy tầng luôn. Nói chung bạn làm ở cái block A. Khi mà bạn trực ở đó đó, bạn nói cách cái chỗ bạn trực tầm khoảng 10 bước chân á, ở đó có một cái phòng sinh hoạt cộng đồng. Cái phòng này khá là rộng, nhưng mà hiện tại người ta còn thi công dang dở, cho nên là cái phòng đó chưa có đưa vào sử dụng được. Đặc biệt nha, khi mà bạn vào cái chỗ này bạn trực rồi đó, thì bạn mới biết ở trong cái phòng sinh hoạt cộng đồng đó, ở trong đó có một cái bàn thờ, không biết là thờ ai, nhưng mà xung quanh căn phòng này á, dán rất là nhiều bùa luôn. Mọi chuyện kể từ khi mà bạn mới vào chỗ này, bạn làm đó, không có chuyện gì xảy ra hết. Cho tới một cái ngày hôm đó đó là có một cái đội thi công, người ta muốn qua bên cái phòng sinh hoạt cộng đồng á, người ta cải tạo và người ta tiếp tục xây dựng để hoàn thiện cái phòng đó. Cho nên là mấy cái anh này á mới nhờ bạn đi lại cái phòng đó, mở cửa cái phòng đó ra giùm. Bạn là cái người nắm giữ chìa khóa mà. Sau khi bạn mở cửa phòng này ra rồi, mấy anh đó mới nhờ là thôi, em đem giúp tụi anh cái bàn thờ này ra ngoài đi để mấy anh có thể dễ dàng làm việc. Và bạn cũng nghe theo lời người ta, bạn đem cái bàn thờ này ra. Kể từ đó bắt đầu xảy ra chuyện. Tại vì bạn để ý, không hiểu sao, kể từ cái ngày mà dời cái bàn thờ này đem ra ngoài để trước, thì đêm nào bạn cũng nghe giống như là có ai dùng cái búa mà đục đẽo vô tường, kêu cứ ầm ầm cục 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 kêu hoài vậy đó. Mới đầu thì bạn cứ nghĩ là cư dân ở xung quanh người ta đục đẽo sửa chữa cái gì đó thôi. Nhưng mà cái hiện tượng này nó cứ kéo dài ngày này qua ngày kia. Với lại nghĩ lại đó, cái giờ đó làm gì mà có ai sửa chữa. Người ta rất là kỳ cái chuyện mà cầm búa cầm dao đục đẽo vô tường giờ đó, rất là không nên. Và đỉnh điểm là cho tới một ngày, cái ngày hôm đó đó, bạn đi vô cái nhà vệ sinh đó, trong cái phòng trực á, vô đó để mà đi tiểu. Trong cái nhà vệ sinh nó có một cái lỗ thông gió, đang đứng tiểu vậy nè, nhìn qua bên cái lỗ thông gió thì thấy nguyên một cái mặt người. Mà cái mặt này á, da nó khô mà nó nứt nẻ y chang như là xi măng mà nó bị khô, nó bị chết đó mọi người. Sợ quá trời sợ luôn, cho nên là vẫn còn đang tiểu mà xỉu ngang luôn. Không biết là cái lúc bạn gặp cái khuôn mặt đó, bạn có la làng lên hay không. Mà kể từ khi bạn vừa xỉu bạn ngã xuống đó, thì cho tới khi bạn mở mắt ra, bạn đã thấy mình nằm trong cái trạm y tế phường rồi. Giờ đó cũng đã gần sáng. Bạn mở mắt ra thì bạn thấy mấy cái anh mà nhân viên cấp cứu trong trạm y tế á, bạn mới kể lại cái câu chuyện hồi nãy mới vừa xảy ra cho mấy anh này nghe. Thì mấy anh mới cười, mấy anh mới nói trời ơi, làm gì có chuyện đó em. Nói chung là do hoảng quá thôi. Sau khi được cấp cứu, bạn cũng khỏe trở lại. Bạn nghe mấy anh trong này nói không có gì thì cũng thôi. Bạn nghĩ chắc là do mình hoa mắt hay là bất quá mình bị hù thôi, chứ không có ai làm hại mình đâu. Vẫn tiếp tục làm ở cái chỗ này. Bạn thì không phải là bạn ở luôn trong này, bạn làm có ca có kiếp đàng hoàng. Tuy nhiên cho tới cái ngày hôm sau, do là cái khối lượng công việc nó nhiều, bạn phải tăng ca 2 ngày 2 đêm liên tục. Bạn ngủ ở trong cái chỗ này. Cái đêm đầu tiên, bạn ngồi ở cái chỗ trực của mình, lâu lâu bạn nhìn lên cái phòng sinh hoạt cộng đồng, bạn thấy sao mà lâu lâu cứ có một vài cái bóng đen đi ra đi vô cái phòng đó hoài vậy đó. Giống như là một cái chợ vậy đó, hồi có người ra hồi có người vô, mà toàn là cái bóng đen thù lùi không nha. Mặc dù cái cửa của cái phòng đó nó khóa, bạn là người giữ chìa khóa đây nè, bạn cũng thấy lạ quá, sợ là ăn trộm thôi, cho nên cũng vô rọi đèn xẹt đèn coi coi á, thì đâu có ai đâu. Sợ quá cho nên đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi ngồi, không dám ngủ ở trỏng. Đêm đó phải nói thật sự là quá mệt rồi, tại vì đêm hôm qua bị nhát ngủ không có được. Đêm nay trực ở cái quầy lễ tân ngủ gục tại cái quầy lễ tân luôn. Tự nhiên đang ngủ
bạn mới nằm thấy một cái giấc chiêm bao. Trong giấc chiêm bao, bạn thấy trước mặt của mình đứng ngay cái quầy lễ tân có một cái người đàn ông. Cái ông này mặt đen thùi lùi, bạn nhìn không có rõ. Ông mới đứng, ông chỉ, ông chửi vô mặt của bạn vậy nè. Ông nói, ê mày, sao mà nhà của tao á, mày đem mày á, mày đập bỏ nhà của tao mày. Mày biết chỗ đó chỗ của tao ở không? Mày liệu hồn mày nha. Ngày mai mày làm cái nhà mới lại cho tao à, đi chỗ khác ở mày. Bạn nghe ông nói xong là bạn mới giật mình, bạn tỉnh dậy liền. Nhìn lại cái đồng hồ trên tay mình á, mới có 2 giờ 15 phút sáng thôi. Lúc đó là mới thật sự sợ đó. Cho nên là bạn không dám ngủ nữa. Bạn chạy xuống dưới á, bạn hỏi một cái bác bảo vệ. Cái bác này làm ở đây cũng khá lâu năm rồi, làm trước bạn lâu dữ lắm. Bạn mới kể là hồi nãy con gặp vậy vậy đó bác. Thì bác nó mới nói là, thôi mày ráng ở lại đêm nay á, rồi ngày mai á mày viết đơn mày xin nghỉ việc đi. Tại vì cái chỗ này á là có người âm đó. Ngay cái lốc mà mày đang canh chỗ đó đó ha, chỗ mày đang trực đó, hồi trước có cái thằng đó, là cái thằng công nhân xây dựng thôi. Nó bắt cái dàn giáo, nó xây ngay tại cái phòng đó luôn. Do là bất cẩn hay sao á, nó đang làm nó té dàn giáo nó chết. Nó chết ngay tại cái phòng sinh hoạt tập thể đó luôn đó. Chết ngay chỗ đó luôn. Rồi sau khi nó chết á, nó linh quá. Ban quản lý người ta mới để cái bàn thờ trong đó để mà thờ nó, cho nó đừng có quậy đó. Nhưng mà thằng nào làm bảo vệ trên cái lốc đó đó đều bị thằng này nhát hết trơn à. Nghe tới đó là thấy thôi thôi ớn rồi. Bây giờ làm tiền có nhiều cách mấy cũng không dám làm nữa. Tại vì bị nhát từ ngày đầu cho tới bây giờ rồi. Thế là đợi tới sáng luôn, bạn cũng mua đồ về cúng và bạn viết một cái lá đơn để mà xin ban quản lý nghỉ làm chỗ đó, không có làm bảo vệ trong này nữa. Mới vừa thoát được một cái nạn ở chỗ làm, bắt đầu mướn trọ lại gặp tiếp trong phòng trọ nữa. Lần này hai vợ chồng của bạn lại tiếp tục mướn một cái căn phòng trọ cũng ở Gò Vấp luôn. Sau khi đã mướn trọ, dọn đồ ở đàng hoàng xong hết trơn rồi, ban ngày thì hai vợ chồng đi làm. Ngày hôm đó đi làm về cũng trễ lắm. Đi làm về xong chuẩn bị tắm rửa là cũng khoảng 7 giờ 40 phút tối rồi. Vợ của bạn á thì đi vô phòng chuẩn bị lấy đồ để mà vô nhà tắm tắm. Còn bạn á thì ngồi ngoài nhà trước mở cái tivi lên coi phim. Đang ngồi coi tivi á, bạn mới nghe một cái tiếng của người đàn ông. Cái người này cứ kêu á, Lộc ơi, Lộc, Lộc, Lộc. Cứ kêu vậy đó, mà kêu từ từ rồi tới lớn lên nha. Bạn cũng thấy lạ, nhưng mà cứ tưởng đâu là vợ mình kêu không à. Tại vì tiếng này á nghe cũng không có rõ gì mấy. Tới khi mà vợ tắm xong rồi á, bạn mới hỏi, ủa hồi nãy giờ á em có kêu anh không vậy? Vợ của bạn nói, ủa em đâu kêu anh đâu. Nhưng mà bạn vẫn nghe là cái người này kêu á, Lộc ơi Lộc, kêu đúng cái tên của mình thôi. Tự nhiên nghe ai kêu tên mình giờ đó đó là thấy không ổn rồi nha. Bạn cũng thấy bất an trong người rồi. Nhưng mà hai vợ chồng á cũng dọn cơm ra ăn như bình thường. Giờ đó cũng là khoảng 8 giờ rưỡi rồi. Đang ngồi ăn cơm á, cái cô chính kế bên có cái phòng sát bên phòng của bạn luôn, tự nhiên cổ mới qua, cổ bắt chuyện với lại hai vợ chồng. Cổ mới nói, bữa nay cô nói thiệt cho hai đứa biết á, là cái phòng của bay ở á, hồi trước có cái ông chú đó, ổng đi làm bảo vệ, nhưng mà ổng không có người thân gì hết á, đang ngủ ban ngày vậy đó, rồi ổng mất cái trong cái phòng này luôn à. Do là đâu có ai biết đâu, ổng ở có mình ơn à. Thành ra tới chiều á, chủ trọ với lại người dân ở đây người ta mới phát hiện. Phát hiện ra là ổng cứng đờ cứng ngắc rồi, chết từ hồi nào rồi. Sau đó thì người ta đó cũng điện công an, rồi đưa ổng đi mai táng của cái đội mai táng từ thiện đó. Tuy nhiên có một cái chuyện lạ ở đây đó, là cái cô chính này phát hiện á, sau khi đã đem cái xác của chú bảo vệ này đi chôn cất đàng hoàng hết trơn rồi, cái bà chủ trọ đó, bà mới vô cái phòng này, bà cầm cây đinh với lại cái búa đó, bà đóng xuống sàn của cái nhà này nè, đóng giữa nhà luôn. Hai người này đâu có biết, chỉ có cái cô chính đó cổ biết thôi. Bây giờ cổ mới nói lại cho hai vợ chồng bạn nghe nè. Cũng chính vì vậy đó mà cái cô này cổ nói, lâu lâu á cổ thấy ổng đứng ở phía trong cửa sổ của cái nhà này nè. Rồi nhiều khi á, mặc dù có hai vợ chồng con ở trong này nha, mà cô đi ngang cô vẫn thấy ổng đi từ nhà tắm, ổng bước ra, ổng đi phớt ngang cái rồi thôi vậy đó. Có nghĩa là ổng vẫn còn trong cái nhà này. Bạn nói rồi, cái chuyện gì tới nó cũng tới à. Đêm đó đang ăn cơm ngon lành vậy đó, tự nhiên cái cô chính qua cổ nói vậy. Rồi tưởng tượng ra là cái người này đi từ trong nhà vệ sinh đi ra nữa. Hai vợ chồng ớn quá, đâu có dám ngủ ở dưới đâu, bình thường ngủ dưới không à. Hôm nay hai vợ chồng leo lên trên gác để mà ngủ, không dám ngủ ở dưới nữa. Mới đầu hôm á, hai vợ chồng lên gác ngủ không có chuyện gì đáng nói xảy ra hết. Tuy nhiên cho tới tầm khoảng 2 giờ 2 giờ rưỡi đó, bạn thì bạn có tật cứ khoảng tới cái giờ đó nửa đêm là phải mắc tiểu, đi xuống tiểu một cái mới được. Và quả thật lúc đó là cũng hơn 2 giờ rồi, không biết chính xác là mấy giờ.
Đó thì bạn mới bắt đầu lồm cồm thức dậy, đi xuống cầu thang để mà xuống cái nhà vệ sinh á, tiểu ở dưới đó. Do là còn đang cái trớn ngủ ngon mà, lồm cồm ngồi dậy á, bước xuống từng bước dưới cái cầu thang sắt này á, đi mà mắt nhắm mắt mở, buồn ngủ dữ lắm. Cái căn phòng này á, kết cấu của nó cũng giống như những căn phòng trọ có gác khác thôi. Ở cái bức tường phía trước đó, cái chỗ mà cái cửa chính á, kế bên cửa chính sẽ có một cái cửa sổ. Cái cửa sổ này nó sẽ đối diện với lại cái cầu thang đi xuống luôn đó mọi người. Thành ra là khi bạn bước xuống cầu thang, cái mặt của bạn sẽ hướng thẳng đối diện vào cái cửa sổ luôn. Và cái cửa sổ này đang mở. Đang đi mắt nhắm mắt mở, đi được có vài bước hả, thì mới đưa con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ á. Lúc này bạn thấy rõ nguyên một người đàn ông đang đứng ở ngoài đó, mà đứng yên đứng chần dần nhìn thẳng vô bạn vậy nè. Nhìn mà đưa con mắt nhìn vô mặt của bạn vậy đó. Cái mặt của ổng á, nó khô rang à, kiểu giống như là cái mặt của người bị bỏ đói lâu năm á, nó hớp vô mà nó không có một cái miếng sức sống nào hết trơn á. Con mắt của ổng trắng giả mà ổng mở ra ổng nhìn vậy nè, đứng nhìn chân chân vậy đó, không có nhắm mắt mà không có làm một cái động tĩnh gì hết trơn á. Để ý kỹ á, thì bạn mới thấy cái ông này ổng mặc một cái bộ đồ màu trắng, giống như là bộ đồ của mấy ông nông dân vậy đó. Cái người của ông này ốm nhách ốm nhơ mà, nói chung là da bọc xương đó. Bạn thấy cảnh tượng đó là bạn sợ quá trời sợ, bạn té luôn, té cầu thang luôn, té rớt xuống đất một cái ạch vậy đó. Cái đầu á, nó đóng vô lại cái thành cầu thang một cái kinh vậy đó. Thành ra là cái bạn vợ á, bạn vợ này mới bước xuống hỏi sao vậy anh. Bạn không có kịp trả lời luôn, bạn sợ quá bạn tiểu trong quần luôn đó. Lúc đó bạn ngồi thất thần ở dưới cái chân cầu thang á, quay lại nhìn nó thì cái ông này mất tiêu từ hồi nào rồi. Cái người vợ á cũng hỏi bạn quá trời luôn, anh có sao hay không. Bạn đâu có trả lời nổi đâu. Tầm khoảng nửa tiếng sau mới định thần lại, kể lại hồi nãy mình gặp cái người đàn ông ngoài cửa sổ cho vợ của mình nghe. Nghe xong á thì vợ của bạn cũng tỉnh bơ à. Cái vợ của bạn nói là chắc người ta về á, người ta cần cái gì đó, thành ra là mai chắc em nấu một cái mâm cơm em cúng cho người ta là xong chứ gì. Giờ đó nói chung cũng còn quá là khuya đi, cho nên hai vợ chồng á cũng ráng đi lên để mà ngủ lại. Tới sáng hôm sau á, cái cô chính kế bên phòng á, cổ đi ngang phòng cổ mới gặp bạn. Cổ hỏi ủa hồi tối á bộ hai vợ chồng mày có chuyện hay sao mà cái mặt của con nó thất thần dữ vậy. Quả thật là như vậy nha, cái mặt của bạn tới buổi sáng luôn á, nó không còn một giọt máu nữa. Thế là nhân lúc đó bạn mới kể lại cái chuyện hồi tối hôm qua cho cô này nghe. Cổ nói phải rồi, hồi bữa trước tao kể cho hai vợ chồng tụi bay nghe cũng không chịu cúng cho người ta nữa, thành ra là bữa nay người ta về á, không chừng là người ta muốn tụi bay cúng cho người ta đó. Cho tới chiều hôm đó, hai vợ chồng đi làm về á cũng nấu một cái mâm cơm để mà cúng cho người ta. Ngay trong đêm đó luôn, vợ của bạn nằm chiêm bao, thấy có một cái người đàn ông, cũng không rõ mặt cái người đàn ông này luôn. Cái ông này mới nói á, ngày mai hai vợ chồng tụi bay đi làm về á, buổi sáng cúng cho tao một cái ly cà phê với là một điếu thuốc, chiều á nấu cho tao một cái mâm cơm chay là được, cúng cho tao đi rồi tao phù hộ cho. Giật mình tỉnh dậy á thì vợ của bạn mới biết quả thật á là cái người đàn ông này, người ta đã biết cái lòng thành của hai vợ chồng mình rồi. Thế là kể từ cái ngày hôm đó đó, cứ ngày ngày mỗi buổi sáng là cúng cho cái chú này một cái ly cà phê, một cái điếu thuốc, chiều á là một cái mâm cơm chay nho nhỏ gì đó cúng cho cái chú đó. Thành ra là nhờ như vậy đó, bạn cũng không còn bị cái chú này về nhát đứng ở ngoài cái cửa sổ hù như vậy nữa, không còn nằm chiêm bao thấy tầm bậy tầm bạ. Với lại á, cái công việc của hai vợ chồng nó cũng thuận lợi hơn, làm ăn khấm khá có tiền hơn nữa. Câu chuyện tiếp theo của bạn là một câu chuyện về một cái bài học xương máu dành cho những cái bạn nam nào hay ra đường mà chọc gái nè. Bạn nhớ không lầm, cách đây 5 năm trời rồi, cái thời mà hai vợ chồng còn mới quen nhau á, chưa có cưới hỏi gì đâu. Lúc đó bạn từ Bình Thạnh á, mỗi ngày muốn chở bạn gái của mình đi uống cà phê á, phải chạy về tới Tân Bình để mà chở vợ của bạn á, là hồi đó còn bạn gái. Hai đứa mới chở nhau để mà đi chơi, đi uống cà phê. Cái lần đó, trên cái đoạn đường bạn chuẩn bị chạy qua bên Tân Bình á, lúc đó là bạn đã chở bạn gái của bạn ở phía sau lưng rồi. Cái lần đó, trên cái đoạn đường mà hai đứa cùng nhau chạy tới cái quán nước để mà uống á, khúc đâu cũng ở gần Tân Bình hay gì đó. Đang chạy thì hai đứa mới chạy ngang một cái bãi đất trống. Ở cái bãi đất này á, bất ngờ bạn thấy đứng giữa cái bãi đất đó có một cô bé. Cô bé này khá là xinh, mặt đẹp gái dữ lắm, mặc một cái bộ đầm, ở trên á, cái áo trên nó là màu trắng, cái chân váy á, nó màu đỏ, xòe ra vậy nào mà nhìn rất là xinh luôn. Bạn mới nói ủa trời ơi, giờ này mà sao giữa cái miếng đất trống có nhỏ nào mà đẹp gái dữ vậy ta, đứng đó mình ơn à. Mặc dù đang chở bạn gái mình phía sau nha, nhưng mà khi thấy cái người con gái đó làm sao mà cứ dán mắt nhìn cô gái này hoài à. Con trai mà,
nhìn gái á, thì nhìn chăm chăm vậy đó. Cho nên là cái đứa bạn gái phía sau á, nó mà vỗ cái lưng, nó nói trời ơi gặp gái nữa hả, đi ra đường gặp gái là nhìn hoài à. Thế là hai đứa cũng chạy luôn, chạy một đoạn rồi á, nhưng mà lúc nào trong đầu của bạn á cũng in cái hình bóng của người con gái hồi nãy trơn á, nhớ về cái cô gái đó hoài vậy đó. Chạy một hồi á cũng tới quán cà phê, ngồi đó uống nước xong cũng đi chơi về nhà. Kể từ cái ngày hôm đó đó là qua bữa sau bắt đầu bạn bị sốt, sốt rất là cao, sốt 40 độ và không có dấu hiệu hạ nhiệt, sốt mà mệt tới nỗi thở không nổi luôn. Mấy ngày trời bạn đâu có về nhà bạn gái chơi được đâu, bạn mới nhắn là bây giờ anh mệt quá, anh sốt rồi chắc là anh không có về nhà em anh chơi được, thôi đợi nào anh hết bệnh đi rồi anh chạy về anh rước em đi chơi. Bạn gái của bạn cũng đồng ý luôn. Cái cơn sốt này á nó kéo dài đâu tầm khoảng 3 ngày trời luôn. Qua 3 ngày á thì bạn mới thấy hơi đỡ đỡ trong người rồi, lúc này nhớ người yêu của mình quá, chạy lên nhà của nó chơi. Lên tới đó là khoảng 1 giờ trưa rồi. Bạn đang ngồi chơi đó thì bạn thấy sao mà cái người của mình nó mệt quá, nó lạnh ngắt vậy đó, nó lạnh dọc sống lưng của bạn luôn. Thấy không ổn rồi, lúc này cũng hơi buồn ngủ nữa, cho nên là mới đi vô trong phòng để mà nằm ngủ một chút. Bạn nằm ngủ một giấc thật là dài. Tới khi bạn tỉnh dậy thì cái cơ thể của bạn vẫn còn rất là mệt. Mọi người ở bên nhà bạn gái bạn á mới đang ngồi xung quanh bạn vậy nè, bạn không biết chuyện gì hết trơn á. Thì mọi người mới nói hồi nãy giờ á bạn bị một cái vong nữ nó nhập vô. Cái vong nữ này nhập vô á mới nói với những người ở trong nhà là cái thằng này á nó đi ngang nó khen tôi đẹp nè, cho nên á là tôi đi theo nó, tôi bắt nó làm chồng của tôi đó. Mặc dù cái cô gái đó đã xuất ra rồi, nhưng mà phía bên nhà vợ của bạn á, người ta vẫn còn rất là lo. Người ta biết chắc chắn cái cô gái này sẽ tiếp tục đi theo bạn nè, cho nên người ta mới dẫn bạn đi coi thầy. Sau đó thì mọi người mới dẫn bạn đi tới một cái ngôi chùa. Vừa tới cổng chùa thôi, bạn thấy trong đó có một cái người. Cái người này giống như là sư trụ trì vậy đó, tầm khoảng 67, 68 tuổi thôi, không có phải là già lắm. Bạn vừa gặp cái vị sư này á, thì sư mới nói cái miệng của con á, hại cái thân của con đó. Lúc đó là bạn chưa có biết chuyện gì đâu. Ngay lập tức thì cái vị sư này mới kêu á, bây giờ con đi vô chính điện, con quỳ ở đó đi, rồi con đợi thầy một chút. Sau đó thầy mới lấy ra một cái áo cà sa của thầy. Bạn ngồi bạn xếp bằng ở giữa chính điện á, bạn đang niệm Phật. Thì bất ngờ thầy mới lấy cái áo cà sa á, thầy choàng từ phía sau lưng của bạn, thầy choàng để như vậy đó. Bạn cảm nhận giống như là có lửa đó, nó đốt từ phía sau lưng vậy đó. Tại vì phía sau lưng của bạn nó rất là nóng, nó nóng như thiêu như đốt vậy đó. Lúc đó là bạn quá là đau luôn, bạn đau mà bạn nóng, bạn đau tới nỗi á, bạn la hét lên luôn á. Tầm khoảng 15 phút sau á, thầy mới giật cái áo cà sa này ra, bạn mới hết cái cảm giác đó. Thầy nói tại con đi ra ngoài đường á, con thấy người ta lẽ ra con phải bơ đi, con đi chỗ khác đi, tại sao con lại khen người ta, con đứng con nhìn người ta hoài á, thì chắc chắn người ta phải theo con rồi. Bây giờ á, sư cho con một cái vòng đeo tay, về nhà đeo vô tay đi, thì người ta không có còn đi theo con nữa. Thầy cũng đã làm phép cho người ta không có đi theo con rồi đó. Mà con nhớ một điều nha, sau này tuyệt đối đi ra đường, người sống hay là người chết, đừng có chọc ghẹo ai trơn á. Thấy người ta có dấu hiệu gì lạ lạ đó, thôi bỏ đi luôn đi. Đặc biệt là người âm, người ta rất là dễ đi theo luôn. Và cũng chính từ cái lần đó, đó cũng là một cái bài học kinh nghiệm cho bạn á. Bạn đi đâu ra đường ha, đặc biệt là nếu bạn thấy cảm nhận cái người đó là vong rồi á, bạn chỉ biết niệm Phật rồi bạn đi luôn thôi, tuyệt đối không dám ngoái lại nhìn người ta một lần nữa. Tiếp theo cũng là một câu chuyện liên quan tới những cái tòa nhà chung cư mà Duy được một cái anh trai kể lại. Anh này cũng làm trong cái ngành là quản lý những cái tòa nhà chung cư đó. Anh nói hồi trước giờ chưa bao giờ anh tin những cái câu chuyện tâm linh ma quỷ đâu, cho tới một ngày chính bản thân của anh chứng kiến tại cái chung cư mà anh đang làm quản lý ở đó luôn. Chuyện là hồi năm 2018, anh được công ty phân công cho anh về làm trưởng ban quản lý của một cái chung cư ở quận 7. Nói sơ về cái phòng làm việc của anh trong cái chung cư này á, cái căn phòng này giống như là một cái căn hộ ngày trước của người dân á. Người ta phân cái căn hộ này ra làm hai, ngăn cách nhau bởi một cái bức tường thạch cao nó khá là mỏng. Anh á thì anh ở bên này, phía bên bức tường bên kia đó là cho một cái nhóm nhân viên của anh ngủ ở bên bển. Khi mà mới vào nhận cái phòng này á, anh biết chắc chắn đây là thiết kế của một cái căn hộ cũ người ta chia ra thôi. Ở bên cái phòng anh ngủ á, bên đó có nhà vệ sinh riêng luôn. Những ngày đầu tiên khi mà anh vào cái phòng này ở, đảm nhận cái vị trí quản lý, anh cảm thấy bình thường, không có gì hết. Tuy nhiên bắt đầu kể từ sau một tháng đó, mỗi lần vào buổi trưa đó,
Anh thường ngồi vào cái bàn làm việc của mình, anh ngồi ở đó rồi anh ngủ, nghỉ trưa ở đó luôn thôi. Tại vì chắc công việc của anh khá là nhiều. Cái bàn làm việc của anh á, nó cũng có cái ghế dựa y chang như cái ghế mà Duy đang ngồi vậy nè, kiểu như vậy đó. Anh kể, thường thường á, mỗi lần buổi trưa mà anh nằm, anh ngủ gục, anh lỡ anh có ngủ quên trên bàn á, anh ngồi trên cái ghế này á, thì anh thường xuyên nghe những cái tiếng giống như là ai dùng cái bàn tay á, người ta cào cào vô cái ghế này nè. Mọi người biết á, cái ghế này á, nó cái chất liệu của nó không phải là vải, mà nó bằng cái gì á, mình cào vô á, là cái tiếng nghe nó rất là rõ luôn. Cộng thêm á, là nghe trong nhà tắm á, xả nước ào ào ở trong gì đó. Anh mới giật mình tỉnh dậy á, thì tất cả những tiếng này nó im bặt, không còn nghe một cái động tĩnh gì cả. Anh cứ bị mấy ngày liên tục vậy đó. Mỗi lần ngủ trưa ở lại á, là nghe những cái tiếng đó thôi. Tuy nhiên anh chưa có nghĩ gì nhiều hết. Anh nghĩ đây là chung cư mà, người dân xung quanh người ta sinh hoạt á, là chuyện bình thường thôi. Âm thanh nó rất là hỗn tạp. Cho tới một cái ngày, cái ngày hôm đó đó, cái công việc của anh khá là nhiều, anh phải ở lại làm tới khoảng 5-6 giờ tối luôn. Bình thường á, cái công việc của anh á, tầm khoảng 4-5 giờ anh đã xong rồi. Tuy nhiên hôm đó anh làm mệt quá, anh ngủ gục trên cái ghế này, ngủ tới chiều luôn. Lúc đó là anh vẫn còn ngủ gục ở trên cái bàn vậy nè, ngủ vậy nè. Anh mới thấy trong giấc mơ á, anh thấy trước cái bàn làm việc của anh có một cái cô bé. Cái cô bé này mặc một cái bộ đầm nha, tóc thì xõa, che hết cái mặt luôn, tóc dài dữ lắm. Cái cô gái này đứng trước cái bàn của anh á, mới nói với anh vậy nè: "Ông là ai? Ông đi về đi. Tôi cho ông ở đây tới 7 giờ thôi nha. Ông đi về, ông trả chỗ lại cho tôi đi." Thật tình là lúc này, đúng lúc đó anh tỉnh dậy luôn. Anh tỉnh vì anh mới hết hồn. Tại vì khung cảnh xung quanh của anh á, trời nó tối hù rồi. Nhìn lại đồng hồ á, thì 7 giờ tối thiệt. Bình thường mọi ngày á, đúng 5 giờ cái bon á, là anh xách cặp anh đi về rồi. Cái chỗ đó chỉ là nơi làm việc thôi, tối anh vẫn về nhà của anh. Nhưng mà hôm nay sao lạ, anh mệt quá, anh ngủ gục tới 7 giờ tối luôn. Khi đó cũng chưa có suy nghĩ gì nhiều nữa, thấy là quá trễ rồi, anh mới lúi cúi anh dọn dẹp đồ và chuẩn bị bước ra khỏi cái phòng này đi về. Vừa đi ra tới cửa thôi á, thì anh gặp hai chú bảo vệ. Hai cái chú này mới lên hỏi: "Ủa, anh có cái chuyện gì không mà sao tôi thấy anh đi về trễ quá vậy?" Anh cũng nói là không có gì đâu, tại con làm việc mệt quá, con ngủ quên thôi. Mới đầu thì anh cũng thấy lạ. Anh nói: "Ủa sao mà hai chú bảo vệ này biết mình đi về trễ vậy ta?" Nhìn lên trên trước cửa thì thấy trên đó có camera, nó chỉa thẳng vô trong phòng luôn á. Thì hai chú bảo vệ này hồi nãy đã thấy anh làm việc rồi anh đi về trễ, cho nên hai chú đó mới lên để mà hỏi anh đó. Thế là sau đó cũng quá trễ rồi, anh mới xách đồ đi về nhà. Hai chú bảo vệ cũng đi về luôn, tại vì biết anh đó là anh không có cần gì giúp hết trơn á, hai chú đó cũng đi về chỗ khác. Anh mới đi về nhà. Và mọi chuyện chưa có dừng lại ở đó. Đỉnh điểm là tầm khoảng một tuần sau. Cái ngày hôm đó đó là anh phải ở lại cái chung cư này buổi tối. Tại vì bữa hôm đó anh có một cái cuộc họp, họp với lại toàn bộ cư dân ở trong cái chung cư này, giống như là họp định kỳ hàng tháng vậy đó. Sau khi họp xong giờ đó cũng 9 giờ mấy tối rồi, khá là trễ. Sau khi mà họp với lại cư dân xong hết trơn đó, anh bắt đầu đi ra khỏi cái phòng họp, định đi về lại cái phòng làm việc của mình á, về lại chỗ đó gom đồ để mà đi về nhà. Trên đường anh đi từ cái phòng họp đi về cái phòng làm việc của anh á, anh đi ngang một cái hồ bơi trong cái chung cư này. Khi mà anh vừa đi tới cái hồ bơi này á, anh thấy phía bên kia có một cái người con gái. Cái cô này mặc nguyên cái bộ đồ đầm màu đen luôn, mặt á thì cái tóc không có che lại, nhưng mà nhìn khá là mờ, không có nhìn rõ được tổng thể khuôn mặt. Tuy nhiên cái điều đáng nói, anh chỉ thấy cái con mắt của cô bé này thôi. Cái con mắt nó đỏ ngầu á, mà nó cứ nhìn chăm chăm vô anh vậy nè, nhìn thẳng vô anh chứ không phải là nhìn ai hết trơn á. Nhưng mà do giờ nó quá tối rồi, thật sự là anh cũng chưa có nghĩ gì nhiều về cô bé này nữa. Anh nghĩ chắc là cái người dân nào đó ở trong cái khu dân cư này thôi, anh không nghĩ gì đâu. Anh cũng muốn là đi về nhà mình cho nó lẹ vậy thôi. Anh đi một hồi cũng bắt đầu tới cái phòng làm việc của mình. Anh vừa mới đứng trước cửa phòng thôi nha, thì cái cửa phòng của anh có cái cửa chính, kế bên cái cửa chính á, là cái cửa sổ. Anh vừa đi tới cửa sổ, chưa bước vô phòng nữa, anh mới nhìn vô cái bàn làm việc của mình á, anh thấy cái ghế ngồi của mình á, nó bị xoay ngược cái lưng ra ngoài. Có nghĩa giống như là vậy nè, bình thường mình ngồi á, thì cái lưng ghế xoay vô cái bàn đúng không? Bây giờ cái ghế nó bị xoay ra phía ngoài. Anh nói: "Ủa sao lạ?" Hồi chiều khi mà mình bước vô đây á, trước khi mình đi ra khỏi cái ghế này, mình chỉ kéo cái ghế này ra xa khỏi cái bàn thôi, chứ mình đâu có xoay cái ghế này đâu. Sao bây giờ cái ghế nó bị xoay? Ủa, không lẽ hồi nãy giờ có ai đột nhập vô cái phòng của mình hay sao ta?
Lúc đó chưa đầy một phút nữa, anh chỉ đang đứng, anh suy nghĩ, anh nghĩ tại sao cái ghế mình nó lại bị xoay ra như vậy thôi. Bất ngờ lúc này ảnh nhìn lại thì ảnh thấy cái ghế của ảnh á, tự động nó xoay lại mọi người. Nó xoay lại cái bàn mà ngồi trên ghế chính là cái cô gái mặc cái bộ đầm đen mà anh thấy khi mà anh đi ngang cái hồ bơi hồi nãy, chính là cái cô gái hồi nãy. Trời ơi, cái con mắt vẫn đỏ ngầu y chang như vậy. Ngồi ngay cái bàn làm việc nha, cổ mới đưa cái tay đưa với ra cái cửa sổ á, mà cách cái cửa sổ tầm khoảng 2-3 mét chứ đâu có phải gần. Cái tay của cổ đưa dài ra vậy nè, thòng ra tới cửa sổ, anh đứng chết chân ở đó luôn. Cái cô này mới cất cái giọng, cổ mới nói là đi về đi, hết giờ rồi. Ngay lập tức anh xỉu một cái ạch luôn. Người đàn ông lần đầu tiên trong đời anh phải xỉu vì cái chuyện này đó. Khi mà anh còn lớ ngớ, anh chưa tỉnh dậy hoàn toàn á, mở con mắt ra thì thấy hai cái anh bảo vệ. Hai cái anh này mới nói á, em là cái người thứ 10 rồi đó. Em là cái người đúng là thứ 10 luôn. Tại vì á, những cái thằng quản lý trước á, thằng nào vô ở cái phòng này cũng đều bị nhát hết trơn á, mà toàn là bị nặng không à. Đa số á, là bị xỉu, bất tỉnh, đưa vô tới bệnh viện luôn. Còn em ấy thì đỡ. Thành ra là tụi anh mới đưa em xuống nằm ở đây, đợi cho em tỉnh nè. Hai cái anh bảo vệ này á, hồi trước giờ anh làm đây á, anh biết rất là rõ về cái câu chuyện này. Tuy nhiên cho tới khi mà anh vô anh làm á, do là thấy anh chưa có thấy hiện tượng gì hết, thành ra là hai anh bảo vệ đó cũng không có kể cho anh nghe. Tới khi mà đụng chuyện rồi đó, hai ảnh mới kể cho anh nghe một cái chuyện như vậy. Hai ảnh mới nói á, hồi trước đây nè, cái căn phòng của anh đang làm đó, cái căn phòng đó hồi trước cũng là cái phòng của ban quản lý dự án luôn. Lúc đó cái tòa nhà á, chưa có được xây hoành tráng như bây giờ đâu. Thời điểm đó cái phòng này á, là cái phòng của một cái ông tổng thầu, ông chủ thầu đó. Mỗi ngày ông chủ thầu này đi vô đó làm á, sẽ có một cái đứa con gái của ổng. Cái đứa này á, là tầm khoảng 15 tuổi. Ngày nào đứa con gái này cũng mang cơm vô cho ổng ăn hết trơn á, ổng không có ăn cơm ở ngoài. Thành ra là cứ tới giờ trưa, cái cô bé này lại tới để mà đưa cơm cho cha của mình ăn. Tuy nhiên cho tới cái ngày hôm đó đó, cái ông chủ thầu ổng bận phải đi qua bên phòng bên kia á, có một cái cuộc họp với lại sếp của ổng, ổng không có về. Cái cô gái này cũng đem cơm qua cho cha của mình, không thấy cha mình ở trong đó đó thì ngồi đợi hoài trong cái phòng đó. Rồi không biết cái thời điểm đó đó, cái căn phòng này xây dựng như thế nào á, bất ngờ nó đổ sập mọi người. Tại vì chắc là lúc đó đó, cái công trình vẫn còn xây dựng dở dang, cái nhà này chỉ là giống như cất tạm vậy thôi, cho nên nó đổ sập xuống luôn và nó đè chết cái cô bé này ở đó, chỉ mới 15 tuổi thôi. Sau cái sự việc đau lòng này xảy ra đó, cái người ba của cô gái này tự nhiên ổng buồn quá, ổng bỏ việc luôn, ổng không có làm chủ thầu nữa. Ổng mới bỏ về quê, ổng ngắt liên lạc với mọi người, xóa số điện thoại luôn, không liên lạc với ai hết. Thành ra cũng không ai biết là ổng đã đi đâu và tung tích của ổng ở đâu nữa. Tới bây giờ không ai biết luôn. Cho nên là sau đó, chủ thầu người ta cũng mua lại công trình này, xây lại một cái chung cư đàng hoàng như bây giờ đó. Và đó cũng ngay tại cái vị trí mà cái căn phòng làm việc anh đang làm hiện tại bây giờ. Sau khi mà cái tòa nhà được xây dựng lên xong á, cái căn phòng đó, thậm chí là cả tòa nhà ai cũng đều bị nhát hết trơn. Cho nên là ban quản lý thời đó đó, người ta cũng tìm thầy về để mà trục vong cô bé này, hy vọng cô bé này á, đi chùa hoặc là đi siêu thoát đi. Nhưng mà tuyệt nhiên không có thầy nào trục được vong cô bé này hết. Các thầy đều nói là cái vong nữ này chỉ đợi cha của cô đó tới cúng á, thì cô bé đó mới chịu đi. Tại vì vong hồn của cổ đang ở đây, cổ không về nhà được, cổ chỉ đợi cha của cổ về thôi. Tuy nhiên á, cái số liên lạc của cha cổ đâu có ai còn biết nữa đâu, đâu có biết đường nào đâu mà liên lạc, kêu ổng về cúng cho con gái của ổng. Thành ra cái sự việc nó cứ kéo dài cho tới bây giờ đó, không ai giải quyết được hết trơn. Nghe hai anh bảo vệ này nói, thời gian nó xảy ra cũng khá là lâu rồi. Chắc là do cái cô bé này đợi cha mình lâu quá mà không có thấy ai cúng kiến hết trơn á, thành ra là có thể cổ đã giận, cổ hóa thành quỷ luôn rồi. Mà anh để ý, cứ mỗi lần mà ai làm việc quá 7 giờ tối, cô này mới nhát, chứ không phải là ngày thường cổ nhát đâu. Tại vì hai anh bảo vệ nói, ngày trước ngoài mỗi cái giờ trưa cổ đem cơm cho cha cổ ăn, thì tầm khoảng 7 giờ tối cổ sẽ tới đây để mà đón cha của cổ đi về. Hai cha con thương nhau dữ lắm. Chắc là cũng vì lý do đó mà cái cô bé này không muốn ai làm việc quá 7 giờ ở trong cái căn phòng này nữa cả. Sau đó đó, anh về nhà, anh bị bệnh, anh sốt tầm khoảng một tuần lễ luôn. Sau khi mà hết sốt đó, anh có xin với công ty là được chuyển qua một cái tòa nhà khác để mà làm quản lý. Chứ anh quá sợ ở đây rồi, anh không dám ở đây nữa. Tại vì anh nhìn tới cái phòng đó, cái ghế đó và cái hình ảnh của cô gái đầm đen này, anh quá là ám ảnh đi. Và cho tới hiện tại bây giờ,
cái tòa nhà đó đã giao cho một cái đơn vị quản lý khác rồi. Căn phòng này thì anh nghe nói người ta đã chuyển thành một cái nhà kho, không có còn sử dụng nữa. Tuy nhiên lâu lâu người ta vẫn nói nha, người ta vẫn còn thấy có một cái cô bé cứ đi tới đi lui trong căn phòng này hoài, có nghĩa là cổ vẫn còn ở đó. Duy sẽ kể tiếp cho mọi người một cái câu chuyện. Câu chuyện này Duy được kể lại từ một bạn nữ. Cái bạn này đã từng kể cho chúng ta nghe cái câu chuyện mới đây thôi, là cái câu chuyện mà cái người đàn bà mang thai bị ma da kéo dò đó. Theo như bạn nói mọi người cũng biết rồi đó. Bạn nói bạn là người dân tộc Khmer. Nhà của bạn, ông bà nội của bạn á cũng làm thầy bùa nữa. Do đó mà bạn nói, mỗi lần bạn về nhà nội chơi á, bạn thấy phía chính giữa nhà nội, ở trên cái bàn thờ á, bà nội thờ một cái người nào đó, mà cái mặt của người này á, rất là hung dữ, dữ tợn dữ lắm, giống như là một cái vị thần nào đó vậy đó. Thì sau cái bức tượng này, bà nội treo rất là nhiều những cái lá cờ màu này màu kia tùm lum hết. Bên cạnh cái bàn thờ, bà nội còn treo thêm một cái bức tranh vẽ một cái vị thần. Bạn không rành đây là ai, nhưng bạn được nghe bà nội nói đây được gọi là cậu. Và cái người cậu này á, mỗi lần mà bà nội muốn xem bói hay là muốn xem một cái gì đó đó, cậu này sẽ nhập vào bà nội để bà nội có khả năng xem giùm cho người ta. Nói thêm là ngày trước nội của bạn á, cũng làm cho đảng cộng sản của mình, nhưng mà không hiểu sao nội được đi qua bên Thái để mà tu học, học thêm về những cái nghề để mà làm thầy pháp đó, thầy pháp theo kiểu của người Thái Lan á mọi người. Cho nên những cái chuyện về bùa ngải, bói toán, nội của bạn rất là hay. Đây là một câu chuyện xảy ra ở cái người anh hai của bạn. Cái năm đó anh hai cũng còn nhỏ dữ lắm. Vô tình đó là cha của bạn đi ra phía nhà sau á, chặt một cái cây dừa mà không xin phép nội. Tại vì nội đã từng nói á, phía sau nhà của bạn á, có rất là nhiều vong hồn người ta đang trú ngụ ở đó. Muốn chặt phá cái cây gì á, cũng phải hỏi ý kiến của nội nghe chưa. Rồi không hiểu sao ngày hôm đó cha của bạn mới thấy cây dừa này là già quá hay sao, chặt bỏ cây dừa, không xin phép ai, không xin phép vong linh ở đó và cũng không hỏi nội luôn. Thế là sau khi cha chặt xong đó, ở bên nhà của nội, nội đang ngủ trưa. Đang ngủ trưa thì nội mới nằm thấy một cái giấc mơ. Nội thấy là ở dưới cái gầm giường, tự nhiên anh hai của bạn tự đâu chui ra mà đưa cái mặt ra nói nội ơi nội, nội cứu con đi nội. Thấy vậy cái bà nội giật mình. Nội giật mình tỉnh dậy á, thì tự nhiên nội có linh cảm chẳng lành rồi. Nội mới điện về cho cha. Nội hỏi á, ở nhà mày có làm cái chuyện gì không? Mày có đốn cây đốn cối gì không? Thì cha nói là con mới đốn một cái cây dừa má. Con đốn cây dừa sau hè đó. Bà nội mới tức. Bà nội nói tao dặn rồi, đốn cây đốn cối là phải hỏi tao nghe chưa. Sau đó thì cha mới nói, con đốn cái cây dừa sau nhà, con cũng đâu có dám hỏi xin ai đâu. Thế là nội mới tức. Nội la, nội kêu á, đưa thằng Phú lên nhà liền, chở nó về đây cho tao, chứ không thôi á, là trong ngày hôm nay nó bị người ta bắt đi đó. Ngay lập tức cha mẹ của bạn sợ quá mới đưa anh hai lên nhà của bà nội. Bạn cũng đi theo để mà coi. Lúc đó thì bạn thấy sao mặt mày của anh hai nó xanh chành à? Mặt cứ lầm lầm lì lì vậy nè, thay đổi sắc mặt, không có giống như là hồi nãy ở nhà. Vừa mới tới cửa nhà của nội thôi, tự nhiên anh hai của bạn mới run. Run cái người mà run cầm cập vậy nè. Bà nội mới dẫn vô nhà. Vô tới đó đó, bà nội lấy ra một cái dĩa, trên dĩa để vài cái lá bùa, một bó nhang với lại một cái ly nước trắng. Nội mới đưa anh hai lên trên cái bộ ngựa. Là trước cái bộ ngựa này có thờ một cái bức tranh, bức tranh của cậu đó. Nhìn vô cái bức tranh đó, nội mới ngồi xếp bằng lại, kêu anh hai của bạn á, ngồi xuống đó đi. Nội mới cầm một cái bó nhang trên tay vậy nè. Nội hỏi bây giờ có cần gì không, tôi cúng cho. Nhưng mà anh hai của bạn không có trả lời, cứ im ru à. Mặc dù bạn cũng còn khá là nhỏ nha, nhưng bạn nhìn cái cảnh đó, bạn biết anh hai của mình á, đang bị ma nhập rồi. Bạn thấy anh hai cứ ngồi mà cười nhếch mép vậy nè, cười mà chỉ có cười nửa miệng thôi đó. Nội mới hỏi tiếp, nội hỏi sao mà nhập vô cháu của tao, nhập vô để làm cái gì, mà tại sao tao thấy không phải là một người nha, ba người nhập vô lận. Bất ngờ cái dông này mới nói á, tại sao mà cha của nó phá nhà của tao, nhà của tao đang ở, tụi nó phá nhà của tao, mà mình ơn tao nhập vô tao đâu làm được, phải ba đứa nhập vô á, tao mới trị thằng này được. Bà nội biết rồi, cho nên nội mới lấy cái lá bùa, nội đốt. Rồi nội lấy cái bó nhang, nội nhúng vô trong cái ly nước. Nội lấy cái bó nhang, nội đập lên trên đầu của anh hai. Lúc này anh hai mới ngã vật ra, xỉu luôn. Sau đó thì nội mới kêu mẹ đó, để thằng Phú nằm ở đây nha, đừng có động đậy gì hết. Trong người của nó có ba cái dông nhập vô. Một cái dông là ở cái gốc cây dừa mà cha của nó đốn hồi mấy ngày trước đó. Một cái dông là ở cây bàng đầu xóm.
Một cái dông nữa là ở cái cục đất sát bên nhà đó. Nghe bà nội dặn á, cái miếng đất sát bên nhà của bạn hồi đó đó, miếng đất này dữ dữ lắm, không có ai ở được hết trơn á. Trong lúc mà anh hai còn xỉu ở trên cái bộ ngựa đó, nội mới lấy cái đồng hồ của anh hai đang đeo trên tay, bắt đầu nội sơn bùi trong đó, giống như là nội vẽ những cái chữ bùa gì á, và nội đưa cho mẹ đeo vô lại cho anh hai. Nội nói cái đồng hồ này nè, đeo trong vòng một tuần không có được tháo ra nha chưa. Nằm đâu được một lúc á, anh hai mới tỉnh dậy, không biết cái chuyện gì vừa mới xảy ra nãy trơn á. Lúc này á thì bà nội mới hỏi là mấy ngày hôm nay á con thấy cái gì lạ trong người không. Anh hai mới nói là tầm khoảng 2 ngày trước á, khi mà con đi ra phía sau con tắm á, con thấy có cái bà đó mà cái dáng người y chang như mẹ con vậy đó. Con nói ủa sao mà mẹ đi ra ngoài sau hè giờ này ngay ngoài góc dừa đó. Con hỏi con kêu mẹ nhưng mà cái người này không có trả lời. Cái người này đi thẳng ra ngoài giường rồi mất tiêu luôn. Cho nên là con biết rồi, con mới đi vô nhà con niệm Phật là qua bữa sau con bệnh luôn tới giờ đó. Có nghĩa là mấy ngày trước khi mà cha của bạn chặt cái dừa này đó, ngay trong ngày hôm đó đó là anh hai của bạn thấy cái người này và đổ bệnh. Cho tới ngày hôm nay khi bà nội nằm thấy giấc mơ đó mới kêu anh hai về thì hay ra cái sự tình như thế này. Sau đó thì nội mới kêu á, giải được thì giải, nhưng mà về nhà vẫn nấu một mâm cơm đem ra ngoài đó cúng tạ lỗi với người ta, tại vì đã lỡ lấy cái chỗ ở của người ta rồi đó. Ở được đâu thêm vài năm nữa, nhà của bạn cũng chuyển đi chỗ khác. Không biết vì lý do gì, nhưng mà cái mảnh đất này không có ai thuê mướn gì ở được đấy trơn á, ai ở cũng bị phá. Cho nên là sau đó ông bà nội cũng về cái nhà này ở để mà giữ ngôi nhà đó. Tại vì bà nội đã từng nói rồi mà, cái miếng đất này nó giữ á, không có ai ở được ở đây hết trơn á. Về phần của bạn, bạn cũng có một lần gặp người ta lúc mà đi về chơi ở nhà của bà nội. Thời điểm đó bạn cũng đang học nội trú, cuối tuần mới được về nhà. Lần đó định là học xong đi thẳng về nhà của bà nội chơi luôn. Đang đi về á, đi trên đường gần tới nhà nội rồi, còn có mấy căn à, thì bạn mới thấy cái buổi trưa hôm đó có cái chị Lành. Chị Lành này gần nhà của bà nội, chị đó đang cúng cái gì ở ngoài lộ á, mà chị đó bày bánh trái nè, rồi à trái cây tùm lum hết trơn. Do là cũng còn nhỏ, đâu có biết người ta cúng cô hồn là như thế nào đâu, tưởng cái chị này đang bày đồ ăn ra ngoài đường để làm gì đó thôi hà. Bạn mới thấy cái chị này bày quá trời nhiều trái cây luôn, thấy cũng ham. Cho nên là đợi cái chị này cúng xong á, bạn cũng lại bạn xin một chùm nhãn. Chị này có cúng trái nhãn nữa, bạn lại đó bạn xin. Chị Lành này bả cũng cho luôn, bả cho một cái chùm nhãn đem về ăn. Thế là cũng cầm cái chùm nhãn toàn ten đi về nhà của bà nội. Lúc đó thì nội đang nằm trên giường. Bạn vô nhà thì bạn ngồi dưới chân giường của bà nội á, hai bà cháu cùng coi tivi. Sau khi mà hai bà cháu coi tivi xong, bắt đầu cũng đi ra ngoài nhà ngoài. Lâu lâu thì bạn thấy bà nội cũng nghía vô trong phòng bà nội nhìn. Tầm khoảng nửa tiếng sau á, nội mới ngoắt bạn lại, nội mới hỏi cái này. Nội hỏi á, hồi trưa khi mà con về đây á, đi dọc đường á, con có ghé đâu hay là con làm gì không? Bạn nói ủa mình đâu làm gì đâu ta. Một hồi mới nhớ lại là hồi trưa có ghé lại thấy cái chị Lành á, chị đó đang bày trái cây ra, rồi mới xin chị Lành một cái chùm nhãn đem về nhà ăn. Khi mà nghe xong á, bà nội mới sùng máu lên, nội mới nói trời ơi, người ta cúng tam tai mà xin cái gì trời, cúng cô hồn đó, đồ ăn của ma của quỷ đó, xin làm gì vậy, bộ con không biết hả? Lúc đó là bạn ngớ người luôn, bạn đâu có biết là chị Lành cúng cô hồn đâu, vậy mà xin cái chùm nhãn bà cũng cho nữa. Tại vì bà nội nói á, hồi nãy bà nội mới vừa nhìn vô cái chân giường của nội á, nội thấy có một cái ông đàn ông ổng ngồi đó. Ổng ngồi ngay cái chỗ mà bạn vừa ngồi luôn. Cái ông này mặc quần tây, áo sọc caro mà đội nón. Nội nhìn á thì nội mới biết cái chỗ đó là bạn vừa mới ngồi ngay chỗ đó mà. Chắc chắn cái ông này đã đi theo bạn rồi. Tại vì theo như Duy đã nói, nội của bạn làm thầy pháp, cho nên rất là thường xuyên thấy những cái vong hồn người ta luôn, ở trong nhà cũng thấy được nữa. Lúc này nội mới nói thẳng cho bạn nghe đó, cũng chính là do con xin đồ cúng của người ta đó, người ta mới theo con vô tới trong nhà nè. Nhà nội thờ Phật rất nhiều, thành ra là cái ông đó không có vô được. Ổng núp ở dưới cái bóng của con á, ổng mới lén lén, ổng theo con vô tới trong nhà được đó. Bây giờ ổng còn không có đi ra khỏi nhà được kìa, tại nhà thờ Phật nhiều quá. Ngay lập tức, bà nội mới lấy tay á, đưa lên trán của bạn giống như là đang bắt ấn vậy đó. Rồi nội mới làm một cái hành động giống như là nội thảy ra ngoài sân, đưa cái tay giục ra ngoài sân, giống như là đã đưa vong hồn của người ta ra khỏi nhà vậy đó. Nội có nói thêm, cái ông này nè, hồi trước á, ổng cũng ở trong xóm này luôn, ổng là bà con với con Lành á, hồi trước bị điện giật chết, cũng có vợ có con rồi đó, cho nên ngày hôm nay con Lành nó mới ra
nó cúng cho vong hồn của ổng ăn đó. Nghe nội nói xong, bạn mới chạy tọt qua nhà của chị Lành. Bạn mới hỏi, ủa chị, hồi nãy là chị cúng cho ai vậy? Chị Lành mới nói là chị cúng cho ông anh họ của chị, ổng bị điện giật chết. Nghe tới đó thôi là thấy đúng rồi nha. Bạn mới hỏi thêm, bạn hỏi, chị ơi, cái anh đó lúc mà ảnh chết á, ảnh có vợ con gì không? Chị Lành nói có, ảnh có vợ có con rồi. Tới lúc này á, bạn mới thực sự là sợ đó. Thành ra là sau đó bạn mới kể hết mọi chuyện hồi nãy xảy ra cho chị Lành này nghe. Chị Lành mới nói, cũng tại mày, ai kêu mày xin chi, tao thấy vậy tao mới cho. Nhưng mà đó cũng là một cái lỗi của chị Lành. Chị Lành biết đây là đồ cúng mà vẫn cho bạn nữa là sao? Thế là cũng kể từ cái lần đó nha, tuyệt đối luôn, rất là sợ những cái chỗ nào mà ai đang bày đồ ra cúng. Nhìn thôi là thấy sợ rồi. Mỗi lần đi ngang á, thậm chí bạn còn không dám nhìn tới, nói chi là ngỏ lời xin người ta. Nghe tới đây thì chúng ta cũng đã kết thúc câu chuyện của ngày hôm nay rồi đó mọi người. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.